Mời quý vị nghe hội ký Người bạn bất thường Tác giả Ninh Thuận Vào giữa năm 78, sau thời gian tập trung cải tạo 3 năm, như các cán bộ thường tuyên truyền, cho các ngụy quân ngụy quyền đã khờ khạo tự chui đầu vào tù vừa chậm dứt, thay vì được trả tự do, tôi cùng các bạn tù khác bị di chuyển từ Long Giao về Xuyên Mộc, được biên chế ở cùng một đội rau xanh với hắn, và được chia chỗ ngủ bên cạnh hắn ở tận trên sạp gỗ. Hắn cũng vừa bị đưa về xuyên mộc từ trại suối máu cùng ngày với tôi. Tôi không buồn mà cũng chẳng vui trước sự chỉ định đó. Thân tù tội thì làm sao mà phản đối cho được. Không khéo lại bị cùm chân trong các thùng sắt do quân đội Mỹ bỏ lại cùng bị cắt bớt phần cơm tù vốn đã rất khiêm nhượng rồi. Ở trong tù thì cái tù như là ông trời con hay hơn nữa là hung thần để cho loại sứ giả của ma vương này chú ý đến thi cuộc đời tàn ngay. Thế cho nên tôi hồ hởi phấn khởi thu xếp chỗ ở mới như bao lâu nay tôi thường cố gắng tạo một bộ mặt bề ngoài như vậy để tạm yên thân, làm quen với khung cảnh chung quanh cũng như các bạn tù mới. Vốn tính đa nghi nên cứ khoảng 12 đến 18 tháng là họ lại xáo trộn các nhà, các đội hoặc chuyển tù cái tạo từ trại này đến trại khác như sóc bộ cu lộn tùng phèo để các tù nhân không bén rễ tại một chỗ quá lâu có thể liên kết với nhau mà chống đối hay vượt ngục. Qua lời tự giới thiệu của người bạn nằm sát bên tôi này thì hắn tên là Khắc, 30 tuổi, tốt nghiệp khóa 6 phần 69 Thủ Đức, phục vụ tại phòng 3 tiểu khu đình tường, vừa được lên trung úy thị Đức Phim. Như vậy thì tôi già hơn hắn gần 10 tuổi tuy cùng cấp bậc như hắn, nhưng tôi bị động viên vào quân trường Thủ Đức trước hắn nằm khóa và làm trưởng ban một tại chi khu Du Long, tiểu khu Ninh Thuận. Hắn trơ trọi không vợ con, thân nhân. Hắn cho biết cha mẹ, em trai và cô em gái của hắn đều chết thảm trong kỳ địch tấn công tỉnh Phước Long vào đầu năm 75 lâm hậu thăm dò ý định bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa của Hoa Kỳ. Nhìn hắn không ai có thể tưởng tượng được hắn lại là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa khổ người bé nhỏ, hôm hèm, không ai biết được tan người hắn vốn dĩ ốm yếu như vậy từ trước đến nay, hay là vì hắn đã cho không ít kilo da thịt của hắn trong thời gian ở các trại cải tạo đã qua. Cách anh nói ngây ngô làm các bạn tù đều ái ngại và thương cảm cho hắn chẳng hạn như, tôi thường nghe câu thất bại là mẹ thành công, vậy chứ bố của thành công là ai mà chẳng hề nghe nhắc đến? Không lẽ thành công ngon lành như vậy mà lại là một đứa con hoang? Hoặc như khi nghe những bạn tù gốc miệng bác mỗi lần nói đến một việc gì xảy ra đã lâu lắm rồi thường ví von là chuyện xảy ra từ đời ông Tám Tổng thì hắn lại phán. Lạ nhỉ, tôi chẳng hề nghe thấy các ông nhắc đến bà Tám Tổng bao giờ cả. Tại sao lại trọng nam khinh nữ như vậy? Nam nữ phải bình quyền chứ? Hay là bà Tám Tổng đã chết từ lâu rồi nên chẳng ai nhắc đến cả nếu như vậy thì các ông nên giúp ông Tám Tổng nối duyên với một bà nào đó để bớt cô đơn mới phải phép chứ. Xin các bậc thức giả làm ơn cho tôi biết bố của Thành Công là ai cũng như bà Tám Tổng còn sống không. Và hiện giờ đang ở đâu để tôi mách cho người băng này biết kẻo hắn cứ thắc mắc hoài tội nghiệp. Đôi lúc cao hứng hắn nghêu ngao nữa như hát nửa như ngâm thơ vài câu mà không ai hiểu nổi ý nghĩa. Cô lô, cô lốc, cô tróc cái đầu, cô lậu bầu cô đi. Đại loại những câu chuyện hắn nói ra hàng ngày đều là như vậy, nên nhiều người nghĩ hắn nhận đại là sĩ quan từ lâu để lấy oai với mấy sến nương trồng sớm khi trước. Đến khi đối đời sợ bị chầm sớm tố cáo sẽ mang họa vào thân đến mới phải đi trình diện cải tạo theo diện cấp úy như nhiều trường hợp đã xảy ra nhưng sau khi bị cực vấn về tên cùng cấp bậc của các sĩ quan huấn luyện viên về địa hình chiến thuật vũ khí ở quân trường thủ đức lẫn về tổ chức tiểu khu và chi khu thì hắn kể ra vành vách không sai một ly ông cụ nào cả nên mối nghi ngờ là sĩ quan giả đã giảm bớt mỗi khi cán bộ ra lệnh cho hắn làm một việc gì thì phải hét lớn nhiều quát vào tai hắn thì hắn mới nghe thủng lệnh còn không thì hắn cứ đứng được mặt ra với hai mắt mở lớn như tỏ vẻ không hiểu. Điếc rồi các cán bộ đều cảm thấy chán, không muốn nói năng, ra lệnh gì với hắn cả. Thỉnh thoảng hắn chạy ra báo cáo với cán bộ những sự việc chẳng ra làm sao, chẳng hạn như. Báo cáo cán bộ, tối hôm qua có một sự cổ, trong lúc cả nhà ngủ thì có nhiều chuột lớn chạy phá phách lung tung còn kêu chi chít rất lớn sợ anh em mất ngủ rồi ngày hôm sau sẽ mệt làm giảm năng suất lao động. Đề nghị cán bộ lập một toán giết chuột. Vì đã rõ tính nết có lẽ không được bình thường cho lắm của một anh tù tứ cố vô thần, hiện lành, lạng tai và có phần ngớ ngẩn này nên người cán bộ đó bèn hét lên để trả lời hắn. Thôi được, anh cứ về chỗ lao động lại đi rồi tôi sẽ cho nghiên cứu sau. Vì thương cảm cho hoàn cảnh côi cốt của hắn nên tôi đề nghị hắn ăn cơm chung với tôi hàng ngày. Tôi may mắn được vợ con còn đoái hoài đến và chịu khó tảo tận ngoài chợ trời để mưu sinh nên còn có chút đỉnh khả năng thỉnh thoảng lên thầm và tiếp tế một ít gạo, đường, mắm muối, cá khô, mắm nuốt cùng các thứ cần thiết khác để mỗi buổi chiều sau khi đi lao động về lại trại thị tranh thủ thời gian ít ỏi được ở ngoài sân trước khi bị lùi nhốt vào chuồng khóa kín cửa mà nấu một ít cơm, một ít thức ăn nóng để ăn thêm hậu còn có sức sống sót mà trở về lại với vợ con. Hắn thì xưa nay trải phát sao ăn vậy, không phải tất bật vì củi lửa, đun nấu linh tinh như hầu hết các bạn tu khác. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do góp phần vào việc tạo nên tấm thân còm cõi của hắn chăng vào lúc đó hắn thường chấp hai tay sau lưng với cái mặt hết ngược lên trời như thể đang lục lọi ý thơ ở khoảng trống trên cao. Thơ thẩn đi qua đi lại trước những bếp giả chiến của các bạn tù đang tỏa khỏi mít mù một cách an nhàn y hệt một triết nhân chính hiệu con nai vàng. Không thèm tơ vương đến thế sự tầm thường mà ngoác miệng để đống lên bản nhạc trăng rụng xuống cầu mà đôi sông ca ngọc cẩm. và Nguyễn Hữu Thiết thường ra đã hát trên đài phát thanh Sài Gòn vào cuối thập niên 50. Đặc biệt là hắn cứ nhai đi nhai lại câu cuối cùng vì đầu ố hay sao trăng rụng xuống cầu như một dĩa hát cũ bị cà lâm. Không hiểu là hắn thích bản nhạc này hay chỉ vì đó là bản nhạc duy nhất hắn thuộc lợi mà hắn cứ nghêu ngào hát mãi không biết chán. Sau một thời gian ngắn, có lẽ vì một bạn tù nào đó ghe mệt lỗ tay đi báo cáo nên hắn bị cán bộ kêu kênh làm việc cùng viết kiểm điểm vì hát nhạc vàng thì hắn đổi tôn. Chơi qua nhạc cách mạng, cũng như trước đây, giờ này hắn chỉ nhai đi nhai lại một bản nhạc duy nhất, tiếng chạy trên sóc bom bo. Bò. Lần này thì hắn tự do, thoải mái hát vì trình diễn nhạc cách mạng chính hiệu. Không ai có thể càm đàm hay phản đối gì được cả vì nếu làm như vậy sẽ bị gán cho tội chống phá cách mạng. Từ khi ăn chung với tôi thì hắn có vẻ lanh lợi hơn được chút ít. Chịu khó đi tìm cành cây khô để về chùm bếp, hái rau tẩy bay, lá chua, lá chùm bao, lá hà thủ ô, thỉnh thoảng còn bắt được thêm một vài con ếch, nhái, rắn, chuột, cao cao, châu chậu kể cả bọ cạp và rết cũng không từ để cải thiện bữa ăn. Phần tôi thì cũng đỡ bận rộn về việc nấu thêm bữa cơm chiều vì đã có hắn chìa bớt việc bếp nút cũng vì hắn sau này phải chung lo việc nấu nướng với tôi nên đã không còn thì giờ để trình diễn không công bản nhạc tiếng chạy trên sóc bom bo bò đã từng làm phiền lòng màng nhĩ của các bạn tu không ít. Có một điều tôi vẫn còn khổ sở với hắn mà chưa nghĩ ra được cách để sửa đổi đó là chuyện hắn không chịu đi tắm. Sau một ngày lao động chân tay vất vả ngoài nắng chói chang, mọi người đều mệt nhọc, thấm đầy mồ hôi được di chuyển xuống dòng sông đây đục ngầu với mực nước khoảng ngang đến thắt lưng chảy qua phía sau trai tù để gột rửa phần nào những nhọc nhặn và dơ bẩn trong ngày là một hạnh phúc. Bữa nào bị cán bộ phê bình lệ mệ hay chê lười trong lao động là bữa đó cả đội bị cấm tắm. Mặt anh nào anh ấy chảy dài ra vì ngứa ngáy, khó chịu. Ấy thế mà hắn ít khi nào xuống tắm. Khó mà tả nổi cái mùi bốc ra từ người hắn có lẽ cán bộ cũng không chịu nổi cái mùi đặc biệt toát ra từ người hắn, nên đôi khi ra lệnh hắn phải xuống sông tắm cùng với các bạn cùng đội. Lúc đó thì hắn mới miễn cưỡng bước xuống dòng sông đục ngầu đó cho ướt hết cả người rồi lại mau mau đi lên bờ như để chứng tỏ với cán bộ là hắn đã tuân lệnh đi tắm rồi đó. Người cán bộ chỉ còn biết nhìn hắn mà lắc đầu như chịu thua sự dơ bận của hắn. Vậy mà tôi phải nằm bên cạnh hắn từ đêm này qua đêm khác. Buổi chiều nào mà tôi nhắc hắn đến việc tắm rửa cho sạch sẽ trong lúc ăn cơm chung thì y như khuyên ngay hôm đó khoảng độ 1-2 giờ sáng là hắn đánh thức tôi dậy và rủ tôi đi tắm vì từ hồi chiều hắn có mang sẵn một thùng nước để trong phía nhà cậu. Sau hai lần bị phá giấc ngủ như vậy tôi không còn dám nhắc hắn đi tắm nữa. Không còn cách nào hơn tôi chỉ biết nhắn về nhà mỗi lần đi thăm nuôi tôi thì nhớ tiếp tế thêm một ve dầu nhị thiên đường hoặc dầu gió xanh để mỗi tối tôi bôi lên mũi cho dễ ngủ. Một hôm hắn nửa đùa nửa thật bảo tôi. Này, ông có tin tôi là con út của nhà văn vũ trọng phụng không? Đang lơ mơ nghĩ về vợ con. Nghe hắn nói vậy tôi ngồi bật ngay dậy. Thế à, ừ, mà tên mày là Vũ Trọng Khắc thì đúng quá rồi còn gì nữa. Kể tiếp cho tao nghe đi. Tôi vẫn thường mày tao với hắn vì hắn ngang tuổi với đứa em nhỏ nhất của tôi. Hắn cũng chẳng lấy đó làm phất lòng. Hắn ngồi ngồi nói. Vũ Trọng Phụng thường than là tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu. Còn tôi thì hơn ông ấy một chữ trai vì tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu trai. Tôi xấu thật ông ạ. À kể từ ngày lớn lên. Biết rung động trước sắc đẹp của phái nữ thì chẳng có cô nào chịu quen tôi cả mặc dù tôi theo sát núp. Tán tỉnh hết ga và cũng gửi kèm theo không biết bao nhiêu là lá thư tỏ tình lâm ly. Ai quán, thống thiết có tẩm thêm chút ít dầu thơm cho có vẻ điệu nghệ đến nhiều cô khác nhau. Vậy mà ai ai cũng chê tôi, không màng đáp lại tình yêu của tôi. Tê ra là hắn thang thân trách phận, thế mà tôi bị mắc hởm tưởng hắn là con nhà văn vũ trọng phụng thật. Thấy hắn tỏ vẻ muốn ứa lệ vì tuổi thân tôi đành phải vỗ về, an ủi hắn. Người bản thân của tôi còn đặc biệt là không bao giờ đổi mũ, nón, luôn đế đầu trần như thách thức với ánh nắng chói chang. Hắn cũng chẳng chịu mặc áo, trừ lúc sắp hàng điểm số trước khi đi ra cổng trại tu để bắt đầu lao động vì lúc đó bị bắt buộc phải mặc áo. Có ai hỏi thì hắn bảo vì không có ai thầm nuôi nên hắn phải để dành cái áo duy nhất còn lạnh lặng. Lỗi hắn lý luận làm nhiều bạn tù phải chào thua. Da thịt mình rách thì con có thể tự lành được. Chứ cái áo đâu thể tự nó lành được đâu nên tôi mới ở trần. Chẳng thà chịu rách da thịt chứ để rách áo thì không bao giờ. Hắn còn làm cho nhiều người sợ cho tính dị hợm của hắn bằng cách đi chân đất chứ chẳng hề mạng quất dép chi cả. Tôi cũng đã phải ngạc nhiên về sự chịu đựng của hắn. Có lẽ hắn không còn biết đau đớn là gì cả. Sỏi đá, gai góc hắn cứ dẫm bừa lên mà chẳng thấy hắn lộ vẻ gì khác thường trên khuôn mặt. Đôi khi trước khi đi ngủ hắn khoe đôi bàn chân đen đuổi, hôi hám của hắn một cách tự mãn. Ông có thấy da bàn chân tôi dậy hơn da chân voi không? Tôi chán nản không muốn câu chuyện kéo dài để còn đi ngủ giữ gìn sức khỏe nên bèn phan ngang đến ông cố nội tao cũng không dám sợ chân voi, chứ nói gì đến tao mà biết da nó dậy hay mỏng. Đôi khi hắn cũng tỏ vẻ ngăn bướng bất ngờ. Có lẽ vì ít khi tắm nên hắn bị ghẻ lỡ đầy người. Mỗi tối trước khi đi ngủ hắn đều tẩn mẩn. Tí Mỹ vừa gỡ từng vết ghẻ đã đóng vẫy vừa liềm diêm đôi mắt như tỏ vẻ khoan khoái hết mực. Là một điều là hắn không chịu gỡ hết, để rồi tối hôm sau lại tiếp tục làm một cách say mê. Ngứa mắt, Tôi bèn lấy giọng người anh cả để nạt hắn. Tại sao mày không chịu gỡ mẹ nó hết ghẻ đã đóng vẫy đi chợ rồi? Mày có ăn được cái thứ đó đâu mà cứ để dành mãi như thế? Ông ngu bỏ mẹ đi, tối nay gỡ hết thì đến tối mày lấy đếch gì để tôi gỡ? Tôi ngẩn người ra trước câu trả lời thật bất ngờ của hắn. Người như hắn mà chê tôi ngu thì chắc là tôi ngu thật rồi. Tôi tự nhủ. Ừ nhỉ, ở trong tù có gì vui đâu. Ban ngày thì lao động chết bỏ. Đến tối có khoảng một tiếng đồng hồ tự do nói chuyện trước khi trại đánh kẻng bắt đi ngủ là tạm thoải mái. Vào lúc đó các bạn tu thương bu khú kể chuyện này. Chuyện kia thì cũng đến lúc phải hết chuyện để nói với nhau. Ăn hàm thủ tức là kể chuyện về các món ăn để tự đánh lửa bao tử thì thấy xốn sàng khó chịu. Nước miếng tự nhiên cứ ứa ra khỏi miệng, ruột găng cộn cào cũng có ngày tẩu hỏa nhập ma mà, mà chết không kịp ngáp ngáp. Nhớ gia đình hoài thì cũng có lúc phát điên mà riêng phần hắn thì có gia đình nào đâu để mà nhớ. Như vậy hắn chỉ còn tìm niềm vui nơi việc gỡ ghẻ mà thôi. Thế mà ta cũng không nghĩ ra để hắn mắng cho. Thật là đáng đời. Có lần tôi sợ cho tính ngớ ngẩn, điên dại của hắn khi nghe hắn kể. Khi lần đầu tiên được đi máy bay quân sự từ Phước Long về Sài Gòn, tôi bị ù tai quá, chịu không nổi, tôi bèn than phiền với một quân nhân ngồi bên cạnh tôi. Người này bèn đưa cho tôi miếng kẹo cao su và bảo dùng thử. Tôi thấy tốt thật ông ạ. À. Hết hẳn chứng ù tai, tiếng động cơ máy bay trước đây rú lên điếc cả tai tôi cũng không còn nghe nữa. Chỉ có điều phiền toái là sau khi xuống đến phi trường Tân Sơn Nhất rồi không làm sao tôi tự lấy được miếng kẹo cao su đã được tôi ngắt làm đôi để nhét thật sâu vào cả trọng hai lỗ tai được tôi phải vào tổng y viện Cộng Hòa để họ lấy ra hồ. Nói cho công bình tuy khật khùng và khác thường như vậy, tôi cũng đã học hỏi được từ hắn nhiều điều mà tôi không thấy được đề cập đến trong môn thoát hiểm mưu sinh được giảng dạy từ trường Bộ Bình Thủ Đức. Hắn chỉ cho tôi cách giữ lửa trong người mà không cần đến diêm quẹt, lấy ba dây vải nhỏ xé từ quần áo, dài ngắn tùy mục đích của từng người. Từng trường hợp rồi tết lại như các cô gái thắt tóc biếm mà hắn gọi là cây cuối. Lúc đầu tiên thì phải châm lửa rồi thổi tắt, chỉ còn một đốm hồng nhỏ như đầu cây nhàn. Khi cần có lửa thì hứng một ít tro than từ đầu cây cuối đó rồi bọc trong một mảnh vải hay miếng giấy mỏng. Nhỏ rồi đưa lên miệng thổi vào đầu đốm hồng đó thì một ngọn lửa nhỏ sẽ bùng lên như người ta nhóm bếp vậy. Tôi đã thử đôi ba lần những điều hắn chỉ thi đều thành công. Tôi khoe với hắn về việc đó thì thấy đôi mắt hắn chợt sáng rực lên một cách lạ thường khác hẳn với vẻ lừ đừ, ngái ngủ cố hữu của hắn. Hắn dạy tôi khi bị mắt mưa bất ngờ thì khum lòng bàn tay mà hứng nước mưa từ giữa trời rơi xuống rồi uống vài ngụm thì sẽ không bao giờ bị cảm lạnh cả. Hắn khuyến khích tôi ăn nhiều ớt, tiêu, tỏi để ngừa phần nào chứng sốt rét rừng. Hắn còn chỉ cho tôi một vài điều nữa để sinh tồn trong hoàn cảnh đơn độc và khắc nghiệt mà không thể tìm thấy trong một cách vỡ nào cả. Tôi thầm cảm ơn hắn và tự nhủ biết đâu một ngày nào đó tôi lại chẳng cần đến những điều hiểu biết thực dụng quý báu này. Một hôm tại hiện trường lao động cán bộ quản giáo nói văn phòng trại đang cần một người biết về máy móc, biết sửa đài, ý họ muốn nói đến radio. Hắn giơ tay tình nguyện một cách sốt sắng. Viện cán bộ nhìn hắn có vẻ e ngại, không tin tưởng vì biết rõ hắn hơi nhiều. Hắn gãi đầu, gãi tai nói hắn biết sửa thiệt. Ngày xưa ngoài giờ làm việc, chính thức hắn nói là có nhận máy móc đem về nhà sửa để kiếm thêm tiền tiêu. Nếu hắn nói sai thì xin chịu kỷ luật. Thấy hắn quả quyết có vẻ mạnh dạn như vậy nên viện cán bộ đành phải miễn cưỡng dẫn hắn về văn phòng trải cách đó không xa không biết trên trại trách nghiệm hắn như thế nào mà kể từ hôm đó hắn không còn trực thuộc cấp số đội đầu xanh cùng với tôi nữa. Hắn được xung vào toán lao động đặc biệt. Toán này khi xuất trại để đi lao động không có cán bộ võ trang cầm súng đi theo canh giữ, không phải chân lấm tay bùn, mồ hôi mồ kề tuôn ra dầm dệ như trước nữa. Sau giờ lao động trở về trại không còn bị khám xét để xem có mang vào trại những thứ bị cấm nữa tuy nhiên hắn vẫn còn ở chung một nhà giam với tôi và vẫn ăn chung với tôi sau này thỉnh thoảng hắn có góp thêm thức ăn với tôi như vài tán đường vàng vài miếng thịt trâu xương gà tuy hắn chẳng bao giờ có ai lên thăm nuôi hắn bảo những thứ đó là do cán bộ thưởng công vì đạt chỉ tiêu sửa máy hắn cho biết ngoài máy của các cán bộ trong trại ban chỉ huy trại còn nhận mấy hư từ các xóm làng lân cận mang về cho hắn sửa nữa nên việc làm nhiều khi không xuẩy. Hắn có vẻ được các cán bộ tin tưởng và trọng dụng. Tôi thấy thế đâm ra ngại ngùng, bất giận nói chuyện tầm sàm với hắn vì sợ đôi khi lỡ miệng rồi đến tai cán bộ thì tàn ngay đời trai. Có lẽ hắn cũng linh cảm được điều này nên cứ luôn luôn tỉ tê bắt chuyện với tôi. Một hôm hắn hỏi tôi với vẻ mặt hết sức quan trọng ông có biết nữ cán bộ gắt không? cán bộ gái tên gắt coi đội nhà bếp ai trong trại này mà lại không biết. đến phiên trực lên nhà bếp lãnh cơm hầu hết mọi người đều bị chi cán bộ ấy la hết ôm sầm vì tội làm mất trật tự. vừa trả lời hắn tôi vừa liên tưởng đến người cán bộ gái tên là gắt ấy. không hiểu làm sao mà tên nàng lại đúng với tính nết của nàng như thế. lúc nào cũng thấy nàng gắt loạn xì ngầu. Có lẽ nàng bị bấn xúc xích vì một điều gì đó không được thỏa mãn hay không nói ra được nên đành tìm chỗ thoát bằng cách là mắng lũ tụ khốn khổ chăng. Khuôn mặt chị ta cũng thuộc vào loại xinh xắn đấy nhưng chỉ phải mỗi một cái tội là lại được gắn lên trên một thân hình vì nhiều quá thước tất. Trông như một bao gạo chỉ xanh biết đi. Có lẽ tại vì cô ở à phụ trách nhà bếp chăng. Ông biết không, buổi trưa nay tôi nghe được một câu chuyện khó mà tưởng tượng ra. Số lại chỗ tôi sửa máy ở ngay bên cạnh văn phòng trực trại. Các cán bộ nam có chức quyền khi đến viện trực đều đến đó để làm việc nên tôi không biết rõ cán bộ hôm đó là ai. Điện nữ cán bộ gắt thì tôi nhớ rõ giọng nói vì tôi có liên hệ về gạo, mắm, muối rất nhiều lần. Đang lui cui, thì hộp sửa máy thì tôi nghe tiếng đùa cợt lả lời giữa cán bộ gắt và một cán bộ nam mà tôi không nhận ra giọng nói. Hắn chợt nhỏ giọng lại từ từ tiếng cười nói trở thành tiếng rên rỉ tiếng ú ớ tiếng thở hổn hển và nhất là tiếng cót két đều đặn của chiếc chổng tre vang lên rõ từng chập không biết tại sao tim tôi như ngừng đập ông ạ à, tôi như người bị nghẹt thở miệng há hốc nước miếng nước rải chảy ra đồng đồng mắt trơn trừng chân tay giựt giựt như người mắc chứng kinh phong tôi tưởng là tôi đã đi theo ông bà ông vải không về được với ông nữa rồi đấy chứ. Cũng may là những tiếng động quái ác đó chỉ kéo dài chừng ít phút thì im bặt để nhường cho giọng nói bực bội của cán bộ gắt. Vì đâu mà y như quả ức hiểm, thế mà cũng bày đặt. Thật chẳng ra làm sao cả, làm bà mất công mặc quần. Tôi thức kinh với câu chuyện có vẻ hoang đường này bèn trấn áp hắn vì sợ bị gài độ. Mày chỉ nói tầm xàm, đến tai cán bộ mày chết không kịp trối bây giờ hắn thề bán sống bán chết tôi mà đặt điều thì cho máy bay nó ăn tôi đi ông biết không sau khi cán bộ gắt phàn nạn xong là tiếng tá tay bóp bóp vang lên tiếp đó thì toàn là tiếng chữ đua tục tặng là hét tru tréo của cả hai bên anh anh em em được thay thế bằng mày tao đầy vẻ giận dữ thù hằn bệnh nam thì lên án bên nữ là thứ thối thầy ngựa xé voi dày ngủ hết cả người này tới người khác còn cô cán bộ thì bù lưu bù lọa kể đủ mọi chuyện từ việc người cán bộ nam này khổ sở lúc mới vào miền nam sau ngày giải phóng ra sao sau vài năm làm cán bộ thì như thế nào tán tỉnh các cán bộ gái mới đổi đến trại ra sao hắn ngừng một đôi giây như để nhớ lại những chi tiết đặc biệt rồi kể tiếp có lẽ nhận thấy đế một người lắm chuyện như gắt mà nổi tức lên rồi đi tố cáo lung tung thì thật là nguy hiểm cho. Công việc làm ăn của mình sau khi chứng kiến tận mắt sự chu tréo của gắt nên sau đó người cán bộ nam xuống giọng năng nỉ. Lại anh anh, em em ngọt sớt, đội hứa hàng tháng sẽ tặng cho gắt khi thị đống, đồng hồ, lúc thị đài, kể cả quần áo và những thứ khác miễn là gắt vẫn vui vẻ với hắn không nói năng lung tung gì về hắn cả và nhất là thỉnh thoảng lại cho hắn quản lý như ngày hôm nay nữa nghe nói như vừa được vừa cởi lại vừa mở tấm lòng gắt đột nhiên nhỏ nhẹ mềm mỏng dịu dàng y hệt như con mẹo tạm ngừng khoe nền vuốt xếp móng lại như để dúi đậu vào chân chủ chợ được vuốt ve âu yếm hầu tiếp tục định mội đội hắn kết luận một cách tự mãn ông có thấy dễ sợ cho lòng giả đàn bà chưa cũng may mà ngày trước chẳng có cô nào chịu thương tôi cả. Chứ nếu tôi mà gặp phải trường hợp này thì thà chết còn sướng hơn. Tôi hấp tấp quên cả đề phòng. Mày nói thế mà nghe được. Còn tùy theo sự dạy dỗ, giáo dục của từng gia đình nữa chứ. Đâu phải ai cũng súc vật như vậy đâu. Vì tỏ ra dễ bảo, ngoan ngoãn và làm mọi việc một cách tích cực, không nề hạ bất cứ việc lớn nhỏ nào được giao phó càng ngày các cán bộ trại càng tỏ ra tin tưởng hắn thêm, giao cho hắn những việc tính cẩn như cho hắn đi chung trên ô tô con chạy ra các thôn xóm lân cận để mua bán, đổi trác linh tinh với dân làng. Nhiệm vụ của hắn là khuân vác những hàng nặng lên xe như gạo, đường, đậu phòng, đậu xanh, đậu đỏ, tới nơi lại phải vác xuống, rồi cân, đo, đông, đếm, làm tính nhân thành số tiền, rồi đổi số tiền đó thành rượu đế thuốc lào, những thứ mà các bạn tù của hắn rất thèm thuồng và thường mua lén với giá cắt cổ bằng tiền do gia đình tiếp tế lén lút qua những kỳ thăm nuôi. Hắn thường ngồi xe chung với các cán bộ cao cấp của trại để nổi những cán bộ võ trang canh gác trại tù đều nhắn mặt hắn. Thỉnh thoảng hắn mang về cho tôi vài hớp rượu đế cây nồng cùng một ít thuốc lào mà hắn bảo là do cán bộ thưởng công. Hắn kể lại là hắn được di tới nhiều xóm làng chung quanh trại rồi kể ra một lô những tên lão hoác như bà tô, bầu lâm, suối nghệ, suối đá cũng một vài địa danh khó đọc khác mà lâu rồi nên tôi quên mất tên. Hắn thì thầm với tôi là hầu hết dân ở ngoài mà hắn gặp đều có cảm tình với những người bị đi cải tạo. Họ nghèo khổ không có gì để cho hắn khi gặp nhưng qua ánh mắt, qua những câu thăm hỏi, khuyên nhủ. Hắn hiểu tâm tình của những người dân thật thà, chất phát này. Đôi khi cao hứng hắn còn hãnh diện khoe với tôi là hắn có thể nhắm mắt mà đi tới sớm này. Sớm nọ không sợ bị lạc. Hắn còn cho tôi biết một chi tiết mà tôi thấy khó tin vì hắn nói nhiều lần hắn được ngồi ô tô con chạy ra tận chợ ba địa mà chẳng thấy có lính nào gác ở dọc đường cả. Hắn có vẻ yêu đời thấy rõ khi được làm cho các cán bộ trại. Đồng thời thân thể hắn cũng đỡ hắn không còn vẻ ốm o, tàn tạ, tà, gầy gò, thảm thương như trước nữa. Có lần tôi ngạc nhiên đến độ sửng sốt khi lần đầu tiên nghe hắn hát không phải là trăng rụng xuống cầu mà cũng chẳng phải là tiếng chạy trên sóc bom bo bò như trước kia nữa mà là hát bản nhạc nền thơ, tình tứ, lãng mạn cô hàng nước nhưng với lời đã bị sửa. Anh con, con có mỗi, mỗi, là mỗi cái dù. Anh đem, là đem anh chặt quách, rồi anh, anh chui vô tụ. Tình tính tan là tan tính tình. Cô nàng rằng, cô nàng ơi rằng có tiếc, là tiếc hay không? Rằng có nhớ là nhớ hay không? Tôi đã nhẫn tâm dập tắt giây phút yêu đời hiếm hoi và ngắn mũi ấy của hắn bằng cách nói. Ôi giời đất ơi, cái cây dụi cui của mày thì mà múc nó mới thèm. Cả người mày còn hôi hơn cả chuột chù thì làm sao ai còn dám sáp vô với mày mà hỏi người ta có tiếc, hay nhớ cái của nợ ấy. Không chừng cái cô đào lộn hộp nào đó vô phước đã quen mày lại chẳng mở tiệc ăn mừng thoát nạn khi biết mày đã chui vô tù rồi. Tôi lại tiếp tục tấn công hắn. Hơn nữa, cái bản mặt mày thì làm sao mà ai có thể du dương với mày được? Mắt thì láo liên, giang hùng thấy đỏ, lúc nào cũng bị chuyện trai gái ám ảnh. Mà này, hay là ban đêm kẹt quá rồi mày làm bậy đến nỗi người mày ốm yếu như con cò ma, mặt mũi xanh mướt như tàu lá chuối. Khai rõ đi rồi tao chỉ cách chữa trị cho. Trước câu trả lời bán bổ, đầy vẻ chế rượu đó của tôi hẳn chẳng tỏ vẻ gì giận dỗi, chỉ nhe hàm răng đen đuổi ra mà cười trừ. Một buổi chiều cuối tháng 4 năm 79, đang lúc lao động bỗng có nhiều tiếng súng vàng lên từ xa để báo hiệu có tù vượt ngục. Hai cán bộ cảnh vệ vắt súng đi theo đội cùng cán bộ quản giáo ra lệnh cho toàn đội ngưng lao động, tập trung ngồi tại một chỗ chờ lệnh mới. Đây là thủ tục phải làm mỗi khi có trại viên trốn trại. Đến chiều tối khi về đến trại mọi người đều ngã ngửa khi hay tin người bạn tu hiền lành, ngỡ ngẩn, khơ khủng nhất trại vũ trọng khác đã đào thoát. Oanh liệt hơn các vụ vượt ngục trước đó thường là trốn vào rừng sâu thì đằng này hắn lại lấy chiếc bơ vô năm lẻ còn mới cấu cạnh. Do một cán bộ trung ương vừa lái đến trại công tác sáng hôm nay rồi đường hoàng lái ra hướng Ba Địa. Sau đó thì không ai còn nghe được một tin tức gì về hắn kể cả các cán bộ trại cũng không thấy nói đến. Khác hẳn với những vụ tù trốn trước đây là sau đó tù nhân thường bị lên lớp rồi đến tối về lại trại phải thảo luận về trách nhiệm cùng bổn phận của trại viên đối với sự khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước. Có lẽ họ cảm thấy có lỗi nặng nề vì đã quá tin tưởng vào một anh tù thường bị cho là khật khùng và ngờ nghệch cũng như mặc cảm khi bị một tên tù đánh lừa vì đó là nghệ cha chuyện còn nối của họ chăng. Anh khắc thân mến, đã hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày vượt ngục hào hùng của anh, tôi đã cố gắng tìm kiếm anh khắp nơi, hỏi thăm nhiều người, liên lạc với nhiều tổ chức cùng hội đoàn để mong gặp lại anh hầu xin lỗi anh một sĩ quan quá cảm đầy nghị lực mưu trí của quân lực việt nam cộng hòa nhưng rồi tôi vẫn chưa thể tìm ra anh giờ đây tôi chỉ còn biết mượn trang giấy này để viết ra tâm tình tôi với một hy vọng ở một nơi yên bình nào đó trong một thoáng thanh thản giữa một cuộc sống tất bật nơi xứ người anh chợt đọc được những dòng chữ này thì xin anh viết thư cho tôi về địa chỉ anh khắc thân tuy tội hơn anh về tuổi đời nhưng thua xa anh về mưu trí dũng cảm anh đáng là bậc thầy của tôi và của cả nhiều bạn tù khác nữa về đảm lược về sự chịu đựng gian khổ của anh để tôi luyện thân thể anh trở thành sắt thép vượt qua được mọi mưa nắng giá lạnh gai góc đói khát để sửa soạn cho việc dấn thân vào cuộc hành trình đi tìm tự do Mặc dù đã hơn hai thập niên qua tôi không có tin tức của anh, nhưng tôi vẫn tin và tin chắc rằng với bản lãnh tuyệt vời, với sự chuẩn bị thật kỹ càng cùng kiến thức về thoát hiểm mưu sinh thật sâu rộng của anh đã giúp anh thoát qua mọi gian nguy, đến được bến bờ tự do và hiện giờ thì anh đang vui thú điện viên, gác lại tất cả mọi chuyện quá khứ đáng cay, đau buồn và tủi nhục, dồn hết cả sức lực và tâm trí để lo cho đàn con nên người. Anh Khắc ơi, những dòng chữ tôi mô tả về con người anh không phải là để bêu đếu anh đâu. Ngược lại là đằng khác, để tôn vinh anh. Anh lại còn chọn cuối tháng tư, một thời điểm oan nghiệt cho đất nước Việt Nam thân yêu. Một thời điểm đã gây nên không biết bao nhiêu là tai ương bất hạnh, đổ vỡ, chia lìa, mất mát cho toàn dân Việt để vượt ngục. Một sự lựa chọn thật có ý nghĩa. Sau khi biết được anh đã vượt thoát bằng ngõ chính tôi mới nghiệm ra rằng anh đã đóng kịch thật tuyệt vời trong một thời gian dài. Thật dài. Qua mặt hết tất cả mọi người có dịp tiếp xúc với anh. Thật vậy anh khắc à. Không một bạn tù nào kể cả kẻ thù đã giam giữ và hành hạ anh lại không nghĩ rằng anh là một người không được bình thường. Trần trụi trên người chỉ độc mỗi chiếc quần xà lọn. Không mũ, không áo, không cả quốc dép thường nghêu ngào hát những câu vô nghĩa. Anh lại còn lấy được lòng tin của bọn cai tù để họ cho anh đi theo đến nơi này. Nơi kia, hậu biết rõ đường đi nước bước cho cuộc vượt ngục toàn hảo sau này. Tôi thật có lỗi với anh vì thực sự tôi cũng có coi thường anh thật. Nhìn anh như một người vì quá thất chí và cũng vì không còn ai thân thuộc trên cõi đời này nên mới dở hơi. Đôi khi tôi cũng nặng lời với anh tôi thật hối hận khi nhớ lại đã có lần tôi nói với anh rằng Mày là mày nhập ngũ vào năm 69, chứ nếu mày mà vào lính sớm hơn nữa thì miền Nam đã mất trước ngày 30 tháng 4 năm 75 từ lâu rồi. Tại sao lúc đó tôi lại quá vô ý thức như vậy? Có lẽ vì cuộc sống tụ đầy quá tội nhục, đắng cay không biết trúc quốc hận vào ai nên tôi đã hèn hạ mang anh ra làm con dê tế thần. Tại sao tôi lại không nghĩ đến chính tôi cũng đã góp một phần không nhỏ vào việc làm sụp đổ cả miền Nam qua việc đôi khi tôi đã thờ ơ, tắc trách, biến nhát trọng quân vụ, qua việc đôi khi tôi đã đặt nặng quyền lợi bản thân, gia đình lên trên quyền lợi tối thượng của đất nước. Tại sao tôi lại không nghĩ đến đó cũng là hậu quả trực tiếp của tập đoàn tham nhũng, thối nát đã lũng đoạn, đột khoét tài nguyên quốc gia trong suốt thời gian họ độc quyền thống trị với danh nghĩa lãnh đạo cuộc chiến tranh đã giúp phần phần nào vào việc tạo chính nghĩa cho đối phương tuyên truyền. Cho phong trào phản chiến ở Hoa Kỳ bùng lên chống đối cuộc chiến chống cộng ở Việt Nam. Hành vi tham ô lộ liễu một cách trắng trợn đến nỗi một nhân sĩ miền Nam đã phải thành trên báo chí lúc bấy giờ là nếu diệt hết tham nhũng thì lấy ai ra mà làm việc. Tại sao tôi lại không nghĩ đến đó là hậu quả của chính sách vắt chanh bỏ vỏ, của chiến lược toàn cầu, của phương châm không ai là bạn, chẳng ai là thù vĩnh viễn cả. Chỉ có quyền lợi của các đại công ty là trên hết trong việc hoạch định chính sách quốc gia về đối nội, đối ngoại của người bạn đồng minh vĩ đại. Người bạn thân yêu này đã không ngần ngại thẳng nhiên nhìn con quái vật nuốt chửng một dải dạng sơn gấm vóc tươi đẹp nơi mà họ đã từng một thời huyện hoàng tuyên bố sẽ bảo vệ đến cùng cái tiền đồn chống cộng của thế giới tự do này. Thế mà tôi lại đi trách anh. Cuộc sống tù đầy đã làm tôi u mê mất rồi. Tuy vậy, trước sự trách cứ vô lý đó, anh cũng chỉ nở một nụ cười ngây ngô đến là tội nghiệp. Tôi mong với thời gian trôi qua, những gì tôi đối với anh không phải thì xin anh hãy bỏ qua và đừng trách móc tôi gì cả anh khác nhé tất cả những lời chúc lạnh xin gửi đến anh và gia quyến. Mong nhận được tin anh trong một ngày rất gần và chúng ta lại có những bữa cơm thân mật bên nhau để cùng ôm lại những kỷ niệm nhục nhằn, khốn khổ xa xưa. Thân mến, Ninh Thuận. Tiếp theo chương trình, mời quý vị nghe hội ký. Những ngày tụ trong rừng sâu. Tác giả, Lâm Chương. Ở đây, cuối tuần là thời gian trỗi việc. Tôi thường cùng một số bạn ngồi lại uống lai rai vài chai bia, nhắc chuyện cũ. Chuyện mới thì ủ y, không lấy gì làm phấn khởi. Chuyện chưa đến thì mờ mịt, biết gì mà nói. Chuyện cũ với những người cùng hoàn cảnh, xem chừng dễ thông cảm nhau hơn. Có người bạn trẻ hỏi, sao chúng tôi nói mãi đề tài lính và tù không nhàm chán? Làm sao giải thích cho bạn hiểu đây? Sang tới xứ này, bạn còn có tương lai đi tới. Chúng tôi còn gì đâu, tuổi lớn rồi, học không vô. Tiến thân bằng cái đầu không được. Thôi thì đi làm cu ly, cờ máu qua ngày. Sống mà không nhìn về phía tương lai, không chờ đợi điều gì cả làm một bi thảm. Ngoái trông về quá khứ cũng thấy đầy những gai góc tai ương. Nhưng đó là một phần đời gắn liền với chúng tôi. Đó là da thịt, là vốn liếng một đời người. Mang cái vốn liếng u buồn này đi vào tương lai cũng giống như vác cái quá khứ 4.000 năm lạc hậu lên phi thuyền bay vào vũ trụ. Lâu lâu, dở lại quá khứ xăm soi, như người ta nâng niu gìn giữ một món đồ cổ. Cố vật càng xưa càng quý. Tâm trạng chúng tôi bây giờ là thế. Một lần, nhà thơ Tô Thùy Yên đến Boston. Chúng tôi ngồi nhắc chuyện cũ. Anh nói, hồi đi cải tạo đã từng ở cái trại tù sát chân núi bên kia núi là nương rẫy của trại muốn qua nương phải vượt đèo đèo cao dốc ngược đường lên khúc khuỷu mùa mưa trơn trợt khó đi lên tới đỉnh đèo phải ngồi lại nghỉ mệt trước khi tụt dốc anh em trong trại đặt tên là đèo bá thở tôi cũng đã từng lên xuống cái đèo này nhiều lần trong thời gian còn ở trại tổng số tù nhân vào khoảng ba trăm người thế mà tôi không hề biết có tổ thụy yên ở đây sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, ai cũng muốn thu nhỏ thân phận của mình. Chân vền trước mặt cán bộ, dễ bị chú ý. Sứ giả của ma vương mà chú ý, thật chẳng hay ho gì. Nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp có bài đốt lửa nghe sư đàn. Đọc lên cứ nghe rợn rợn. Nó gợi lại trong tôi một nơi chốn quen thuộc. Không gian, thời gian của những mùa đông rét mướt, áo quần không đủ che thân. Đêm đông trong láng trại lập bằng nứa, lạnh quá không ngủ được, tù ngồi hơ tay bên đống lửa. Tiếng nói chuyện thầm thị như hơi gió, tâm sự tràn trong đêm khuya. Thỉnh thoảng nghe tiếng mang mệnh bếp ngoài đội tranh cô quạnh, tiếng kêu buồn héo cả ruột gan. Đốt lửa chừng như người qua khe, mùa đông tím những nương mưa, đốt lửa bên trong láng suối, mưa mưa trên con đường núi. Có ai tìm vần trăng mộc khuya, đét sầu miệng đất đá gỗ đậm xấu hoang lầu thấp bệnh chờ. Lửa đã cháy cháy trên củi ướt. Tù ngồi hơ tay nghe cổ tích. Chuyên đường huyền trang đi thỉnh kinh. Bỗng trọng đêm rộ tiếng ai đàn. Lửa củi soi nhà sư mặt ốm. Kể từ sư rủ áo đi đầy. Cái tầm mây nổi trang thiền đạo. Cuộn cuộn trường gian sóng lục đầu. Đầm có nước in thân cò vạc. Bắt cua vồ nhái ngày qua ngày đêm đêm ôm đàn trong xó tối. Năm ngón tay gậy tiếng thổ cầm. Sư ngồi đàn như cây trăm năm. Lửa cháy xèo xèo mùi nhựa ngái. Khói tỏa mù khe màu cỏ rối. Dạo đàn mưa thu rơi trong trăng. Tiếng mau chim bay qua mùa đông. Đàn ánh thép xanh gươm phạt trúc. Gỗ nổi đá lăn trâu bước gốc. Hồn u mã tối đây là đây. Rạng tiếng ngư dương thơ quỷ độc lán sâu bếp ảo lửa đào lay. Cây đàn gỗ xưa như mặt trăng. Năm ngón tay gậy như chim ưng. Bật dây đỏ máu hoàng hôn rừng. Gọi những mùa đi không trở lại. Đàn qua tiếng buồn trong lầu sậy. Gió thu đưa vọng ai chờ ai. Đêm cẩm khê đàn trong u độc. Người nghe đàn khơi đỏ lửa khuya. Tóc râu tiền kiếp đậm hơi mưa. Bỗng thấy sân nhà cây sứ gãy năm cửa ô qua ngấn lệ mờ. Những nẻo chịu sương người rách rưới. Những mái nhà mưa soi nắng rọi. Lọ rơi sành vỡ lục cục âm. Khuya đội ai đéo gỗ huỳnh đàn. Ẩn sát hoa gầy trên áo quan. Sư bốn ngừng đàn nhìn đống lửa. Gốc cây cháy như đầu thiên cổ. Huyển huyển của tàn mô kinh xưa. Mặt đất chừng qua cơn mộng dữ. Nên ngón tay gầy như ngó sen hơi đàn trồi trong hương lá xanh. Đàn ngân cảnh chim soi trên đầm. Mùa hoa mơ nở trắng non ngàn. Từ trong đồng ấy vợ trăng mọc. Ánh trăng chảy vàng trăm cửa sông. Bếp rùi lửa điêu âm đàn dứt. Trăng lên rồi hổ xuống cẩm khê. Nguyễn Xuân Thiệp thay ngán và làm bài thơ này từ năm 1977 đến năm 1988. 11 năm rộng rã dốc hết tâm huyết cho một bài thơ đầy nội lực. Hay nào đọc lên, tôi thấy như mình đang sống trong căn láng ẩm thấp vào một mùa đông lạnh ướt xưa kia. Anh Thiệp cho biết, đã từng ở trong cái trại có con suối chảy sát ngoài hàng rào. Trước cổng trại, chết về phía bên trái, sát chân núi có một ngôi nhà sàn, nhà núp trong cây. Những buổi sáng lạnh lạnh trời còn mù sương, đến thật gần mới thấy ngôi nhà hiện ra trong làng sương đục cảnh đẹp như tranh, mơ hồ như ngôi nhà trong cổ tích. Hóa ra, cái trại Nguyễn Xuân Thiệp mô tả chính là trại Tô Thụy Yên và tôi từng ở đó. Vậy mà không ai biết ai. Trên cõi nhân gian có lúc người ta đi thật gần nhau, cùng sinh hoạt như nhau, nhưng người nào cũng giấu mình bằng chiếc mặt nạ. Một lúc nào đó, vứt chiếc mặt nạ đi, nhìn nhau cười xoa. Trong lúc lửa nghe sư đàn, Nguyễn Xuân Thiệp có nhắc đến con suối đốt lửa bên trong láng suối. Cuối bài, kết thúc bằng trăng lên rồi. Hổ xuống Cẩm Khê. Cẩm Khê là một địa danh thuộc xã Cẩm Nhân. Xã ở miền cao, có nhiều suối mùa. Nhưng con suối thiết thân gần gũi với chúng tôi ngày ấy là con suối Nguyễn Xuân Thiệp nói trong thơ. Bây giờ, đọc thơ anh, tôi cảm giác như cái lạnh còn thấm tới xương và còn mượn tượng được cái không khí u ức trùm lên láng trại vào những đêm khuya nghe cú đúc tiếng cú như tiếng ma kêu sầu thảm, báo điểm có kẻ tử vong. Tôi rời xa nơi ấy lâu rồi, nhưng đi đâu cũng mang theo trong lòng vệ một nơi chốn mà tôi đã sống những ngày bầm dập xác thần Mang theo không phải để nhìn ngắm lại một quá khứ u buồn, nhớ mãi những tai ương buồn khổ, ít gì, tất cả như chim bao bào ảnh, như sương mọt chớp chăng. Kinh nhà Phật dạy thế, nơi chúng tôi mang theo là những khu rừng ẩm mùi lá mục, đầy những mũi mồng sên vắt. Đường nối rừng bạc ngàn đi không hết. Những dãy núi bốn mùa sương giăng bàn bạc. Núi tiếp núi liền nhau bất tận. Nơi ấy có một trại tù. Có con suối nhỏ nép mình ngoài hàng rào trại, lượn vòng theo chân núi. Giữa hoàng sơn trùng điệp, suối bắt nguồn từ đâu, và xuôi về tận đâu không biết. Có người đoán, nó đổ ra hồ thác bà cũng chỉ đoán mà thôi. Mùa mưa, hồ thác ba đầy nước xanh trong vắt. Giữa hồ ló lên một cây thập giá trờ vơ trên mặt nước. Mùa nắng, nước rút vơi đáy hồ buồn khô nứt nẻ. Dưới lòng hồ hiện ra một ngôi giáo đường. Trên nóc cao có cây thập giá. Nhiều năm trước, nơi có ngôi giáo đường là thung lũng chạy dài mấy chục cây số về phía nam. Người ta ngăn nước làm đập thủy điện thác ba. Vì thế, mới có hiện tượng ngôi giáo đường chìm trong lòng nước làm thành cảnh đời dâu bể, thế sự tan thường Theo con suối về phía thượng nguồn, cách trại chừng nửa cây số, suối uống vọng cùng nước xoáy thành hồ nhỏ. Quanh hồ là thảm cỏ xanh rền mọc chen với tàu bay, kim thất Hoa tàu bay, kim thất khi nở bung giống như chùm lông tờ trắng. Gió cuốn hòa bay khắp núi đường. Mỗi sợ lông mang một hạt mầm. Sau trận mưa đầu mùa, mầm hạt ngòi lên những cây con, thân mộng mộng, lá xanh non mướt. Cây cỏ gì ăn được đều gọi là rau. Rau kim thất nhân nhẫn, người ta nói có vị thuốc. Còn rau tàu bay có mùi hăng hắc, người ta nói ăn nhiều bị mất máu. Có vị thuốc hay mất máu, không đáng quan tâm. Một thời khốn khó không cơm, chúng tôi dùng nó độn thêm trong phần sắn khoai làm đầy bao tử. Sát mé nước, trên bờ hồ có những loài hoa dại không tên nhiều nhất là hoa vàng và tím, màu sắc chen nhau. Hoa chỉ bằng con bướm nhỏ. Những khi vác nứa về ngang qua đó, những đóa hoa đập rơn như đàn bướm đồng loạt chớp cánh, đẹp vô cùng. Cũng nơi cái hồ nước nhỏ này, con suối chia làm hai dòng. Một dòng chảy sát bên hàng rào trại, như đã nói. Còn dòng kia chảy qua một cánh đồng. Trại nằm lọt vào trong cái chảng ba con suối dòng suối chảy băng qua cánh đồng, chia cắt trại với con đường dẫn về tuyên quang. Trên bờ suối có bụi tre rừng, lâu ngày nước xoáy dưới gốc tre thành hốc nước. Nghe đồn, trong hốc nước có con rùa vàng to bằng chiếc nón lá. Những buổi trưa hè, thường có người trong trại ngồi cầm cần thả dây câu rùa. Câu rùa để ăn, chứ không phải nuôi chơi làm cảnh. Trong khốn cùng đói khát, không ai nghĩ đến chuyện giải trí tinh thần bằng cách nuôi một con rùa để ngắm. Chẳng biết xưa ông lã vòng ngồi câu sông vị ra sao. Ngày nay, người tu ngồi câu rùa, trọng cái dáng vô cùng bi thảm. Anh ngồi bất động, đôi mắt đăm đắm xa xôi ở một cõi nào đâu ấy. Mấy năm ở trại, tôi thấy hết người này ngồi câu, rồi đến người khác ngồi câu. Người nào cũng thể hiện nét mặt buồn như nhau. Không ai bắt được con rùa cũng chưa ai thấy nó nổi lên bao giờ con đùa vạn trở thành niềm tuyệt vọng của những ông cô. ngàn qua suối trại có bắt một cây cầu để đi ra con đường về phía tuyên quang mùa nắng làm cầu mùa mưa nước lũ trên ngàn tuôn xuống mạnh như thác mang theo những cây khô gỗ mục vướng vào chân cầu chỉ vài trận mưa đậu mùa cây cầu bị cuốn phăng đi mất và trại bị cô lập hoàn toàn với những bản làng người sơn cước bên kia còn suối. Năm nào trai cũng phải làm cầu mới, nhưng đội cũng không chịu nổi sức tàn phá của thiên nhiên. Các cán bộ trên trại đệ ra kế hoạch làm cầu treo. Nghĩ ra kế hoạch là cái đầu của những kẻ coi tù. Thực hiện kế hoạch ấy là bàn tay, sức lực của những người tù. Chúng tôi chia thành từng nhóm kéo nhau lên rừng núi đốn cây. Phải chọn cây to và thẳng đúng theo quy định chiều cao của chân cầu treo do trành đốn cây cổ thụ, giống như người thợ điêu khắc kiên nhẫn đẽo từng mảnh nhỏ của tảng đá lớn. Nước sông công tu, chuyện gì mà không làm được, cây ngã xuống, chặt cành chặt ngọn. Ai mà khiến nổi cây to trên thế núi dốc, chúng tôi vạt nhọn một đầu, lao cây xuống núi. Cây vướng lại chỗ nào, phát quan chỗ đó. Đem được cái cây bệ tròn cỡ vòng tay ôm về tận bên con suối nơi chỉ định làm cầu công trình nhọc nhằn này tương đương với những người vận chuyển những phiến đá lên cao xây kim tự tháp bên Ai Cập thời xưa. Đồng thời với công tác chặt cây, đạo lỗ hai bên bờ suối dựng chân cầu, cán bộ trại về tận Hà Nội xin được cấp 4 sợi cáp. Giữa miệng rừng núi không xe cộ đi lại, chuyển được 4 sợi cáp bằng thép bề trại với sức người, mồ hôi đổ dài theo những dặm sơn khê. Cáp mắt vào trụ cầu dăng ngang con suối bốn sợi cáp chia làm hai tầng hai sợi trên làm tay vịnh, hai sợi dưới lót ván để đi cây cầu treo này được xem là công trình xây dựng hiện đại nhất của miền thượng du nó là một kỳ quan đối với người sơn cước ngày khánh thành cây cầu tất cả tù nhân tập hợp ra đứng bên bờ suối nghe ông trại trưởng nói chuyện ông đứng trên cầu mặc áo đại cán đội nón cối co gắn ngồi sau nói những lời tự hào về sức mạnh xã hội chủ nghĩa. Con người của xã hội chủ nghĩa quyết tâm khắc phục thiên nhiên, bắt thiên nhiên phục vụ con người. Ông Mạnh Dạng tuyên bố rằng, cây cầu treo này sẽ tồn tại không những một mùa mưa, mà còn tồn tại sau nhiều mùa mưa nữa. Cuối cùng ông ngỏ lời ngợi khen anh em tù nhân đã cố gắng lao động tốt trong thời gian qua. Tuy nhiên vẫn còn vài con nhạn la đà vi phạm nội quy, mồi móc khoai củ ngoại rừng cải thiện linh tinh dù thế ông cũng hứa sẽ thưởng cho mỗi người một suất sáng vào sáng chủ nhật thông thường sáng chủ nhật không có phần ăn đang trong thời kỳ đói khổ lời hứa của ông trại trưởng làm anh em nức lòng phấn khởi trên khung cán bộ làm cho ăn mừng khánh thành cậu treo dưới trại tù nhân được thêm phần sáng miền núi rừng thượng du không có trò gì vui chơi giải trí mùa hè chiều chiều các cán bộ rủ nhau lên cầu đứng hút thuốc tán gỗ và hóng gió rừng. Nếu chỉ thế thì sự đời êm đềm bình thản biết bao cảnh cán bộ nhẫn nhơ hóng gió trên cầu là niềm mơ ước của những kẻ muốn rủ hết sự đời theo thú tu tiên. Nhưng đối nghịch hình ảnh lý tưởng ấy, trong láng trại những người tu tiêu tụy đang nằm thở dài sau một ngày lao động vất vả thiếu ăn. Đội mùa mưa lại đến, cơn mưa đầu mùa thật dữ dội, ầm ầm vang động núi rừng, mưa suốt ngày đêm không ngớt nước lũ trên ngàn tuôn xuống suối chảy mạnh giữa thác gầm thét cuốn phăng những gì vướng víu trên đường nó đi bốn chân cột cầu treo được dựng trên thế đất cao bên bờ suối hàng năm nước không lên tới nhưng năm nay nước lũ tràn bờ cành cây và rác rến mắc vào chân cầu làm sức cản nước sau ba ngày đêm chịu lũ một sáng ra xem cây cầu treo biến mất dưới cơn mưa tầm tã dưới dòng cuộn lưu nước xiết. Thiên nhiên nuôi dưỡng con người. Khí thiên sông núi hùng đúc hồn người lớn dậy. Người xưa biết dựa vào thiên nhiên mà sống, thuận theo lẽ trời mà tồn tại. Mùa đông áo ấm, mùa hè quạt mò. Sao thời nay có kẻ dám ngông nghênh lớn lối rằng đã khắc phục được thiên nhiên, những ai thách thức thiên nhiên, chống lại quỷ thần, trước sau gì cũng bị trời tru đất diệt. Chuyện cây cầu treo năm ấy là bài học quý giá dạy cho con người đức tính khiêm cung. Biết được thân phận nhỏ nhòi của mình có nghĩa lý gì đâu, so cái lớn lao vô cùng trời đất. Lâm chương